và kệ ngày càng trở nên phong phú, đa dạng về chủng loại hơn, tạo điều kiện cho người sử dụng có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Đồng thời các vật dụng mang tính trang trí cao cấp này cũng đã tích hợp sẵn các yếu tố phù hợp cho nhiều phong cách kiến trúc khác nhau của phòng khách. Thưa quý vị, có lẽ sau khi xem xong chương trình Nghệ thuật và Cuộc sống kỳ này thì quý vị sẽ có đủ thông tin và cả sự tự tin để có thể sắm ngay cho mình một vài bộ tủ kệ nhằm trang trí cho phòng khách của gia đình mình. Chúng tôi sẽ thật sự vui mừng và sẵn sàng chia sẻ cùng với quý vị nếu như quý vị bày tỏ sự hài lòng của mình đến với chúng tôi qua số điện thoại 391 05 498. Một lần nữa, chương trình Nghệ thuật và Cuộc sống xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Chúc cho không gian sống của quý vị sẽ ngày càng đẹp hơn, hài hòa hơn, và các thành viên trong gia đình của chúng ta luôn sẽ mong trở về với tổ ấm của mình sau một ngày làm việc và học tập để có thể tận hưởng những khoảng thời gian thoải mái nhất, hạnh phúc nhất với những người thân yêu nhất của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ thuật và Cuộc sống kỳ sau.